Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình xem ngày tốt của phong thủy may mắn, phong thủy lộc tài. Được sự tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng các chuyên gia phong thủy hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực chọn ngày. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về việc chọn ngày tốt của tháng 5 âm lịch năm 2021 Tân Sửu. Thì chúng tôi vẫn dựa vào những tài liệu đồng công thông thư lịch vạn sự, lịch vạn niên để lựa chọn ra những ngày xấu, loại bỏ những ngày xấu. Đây, loại bỏ những ngày xấu và lựa chọn những ngày tốt. Lựa chọn những ngày tốt để sử dụng cho công việc của quý vị và các bạn được hanh thông, may mắn, tài lộc nhiều hơn. Thì đầu tiên, chúng ta hãy xét cái bảng về ngày tốt. Thì bảng ngày tốt được trình bày theo nguyên tắc gần giống như lá số tử vi bắt đầu từ tí tí xỉu dần mão thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất và hợi thì cái lá cái ngày tốt được trình bày như vậy thì quý vị sẽ dễ dàng sử dụng nắm mắt nắm mắt hơn là việc trình bày theo hàng dọc hơn nữa trên cái ngày này chúng tôi cũng đã an can thiên can và địa chi cùng ngũ hành thiên can này Ví dụ canh là thiên can này, tí này, địa chi Địa chi là tí này Và ngũ hành là thuộc thổ vị ngày canh tí, canh tí thổ Ngày 12 Đấy Thì quý vị có thể dựa vào đó Nhìn luôn ra cho mình được những ngày tốt Những ngày là xấu thì chúng tôi đã ghi in đậm Đậm Và là ghi đại hung Và cũng là sẽ ăn loại bỏ Để cho quý vị tiện theo dõi Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ loại bỏ những ngày xấu. Ngày xấu đầu tiên trong tháng tư âm lịch. Xin lỗi quý vị, trong tháng 5 âm lịch. Thì chúng ta cũng xét về tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch năm 2021 Tân Sửu. Khởi từ ngày mùng 10 tháng 6 dương lịch năm 2021. Ngày đầu tiên là ngày mùng 1. Ngày mùng 1 là ngày kỳ xíu. Tháng 5 là tháng Giáp Ngọ, là tháng Đô. Tháng này tiến tại Ngọ, tức là Ngọ là kiến Ngọ kiến này Mùi là trừ, thân là mãn, dậu là bình Tuất là định, hợi là chấp Tí là trực phá Sửu là trực Định chấp phá nguy Dần là trực thành Mão là trực thâu hay trực thu Thìn là trực khai và tỵ là trực bế Đấy. Bây giờ chúng ta cũng Cùng loại bỏ ra những ngày xấu Trong tháng năm âm lịch Ngày xấu đầu tiên trong tháng 5 âm lịch mà chúng ta cần phải loại bỏ ngay lập tức đó là ngày tam nương. Ngày tam nương thì tháng nào cũng vậy. Tháng nào cũng vậy, bao gồm các ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và ngày 27. Thì ngày mùng 3, ngày tam nương đầu tiên là ngày mùng 3. Ngày mùng 3 là ngày tân mão. Tiếp đến là ngày mùng 7 là ngày ất mùi. Ngày 13 thì sẽ là ngày Tân sửu Và ngày mười tám Là ngày Bính ngọ Ngày hai mươi hai Là ngày hai mươi hai Là ngày canh tuất Và ngày hai mươi bảy Thì là ngày ất mão Ngày con nước Trong Ngày số tiếp theo là ngày con nước Thì ngày con nước trong tháng Năm âm lịch này Là ngày mùng chín và ngày hai ba Ngày mùng chín là ngày đinh dậu con nước chúng ta loại bỏ ngày 23 23 là ngày tân hợi cũng lại bỏ dương công kỵ trong tháng năm âm lịch sẽ là ngày mùng 5 vị chi ngày mùng 5 là ngày quý tỵ chúng ta loại bỏ ngày sát chủ là ngày thân tất cả những ngày thân bao gồm ngày bính thân là ngày mùng 8 ngày mậu thân là ngày 20 mươi trong tháng 5 âm lịch chúng ta không dùng. Ngày thụ tử là ngày tí bao gồm các ngày canh tí, ngày 12 âm lịch và ngày nhâm tí là ngày 24 không dùng. Hơn nữa, tháng 5 là tháng giáp ngọ thì những ngày tí là những ngày nguyệt phá chúng ta cũng cần phải loại bỏ luôn. Ngày thiên địa chuyển sát là ngày bính ngọ và ngày mậu ngọ thì ngày bính ngọ là ngày tam nương chúng ta đã loại bỏ rồi thì tiếp theo chúng ta loại bỏ tiếp ngày 30 là ngày mậu ngọ. Ok sau khi đã loại bỏ hết những ngày xấu chúng ta sẽ sử dụng tài liệu đồng công trạch nhật các hung dụng sự để chúng ta tìm ra những ngày tốt trong tháng 5 âm lịch thì tháng 5 ông âm lịch đồng Công có nói tháng 5 mang chủng hại trí trước hạ trí một ngày thì là tứ Ly sau mang chủng thì tam sát tại phương Bắc vì vậy Ba Sơn Hợi tí xíu kỵ tu tạo động thổ vị trí là những nhà nào ấy mà ở hướng tây bắc ở sơn hợi tý là hướng bắc và xỉu là đông bắc ba sơn này thì bị phạm vào tam sát chúng ta không nên sử dụng bây giờ chúng ta sẽ sử dụng đồng công để tìm ra những ngày tốt của tháng 5 âm lịch Đầu tiên chúng ta xét đến ngày ngọ Thì ngày ngọ gồm 3 ngày mùng 6 giáp ngọ 18 bính ngọ và ngày 30 là ngày mậu ngọ Thì ngày mậu ngọ được nghi là thiên địa chuyển sát chúng ta đã bỏ rồi Ngày 18 lại, lại là ngày tam nương Vị trí chúng ta cùng xét ngày ngọ Ngày giáp ngọ có thiên xá tuy bị thiên địa tuy là ngày chuyển sát nhưng lại mai táng được thứ cát tức là ngày mùng 6 giáp ngọ vẫn dùng được vào trong việc mai táng quý vị lưu ý nhé ngày mùng 6 giáp ngọ sử dụng mai táng được thứ cát các ngày ngọ khác mai táng không có lợi nếu có lợi nếu dùng thì sẽ bị quan tư khẩu thiệt cô quả bệnh tật bởi ngày ngọ trong tháng 5 là ngày thiên địa chuyển sát quý vị cần phải lưu ý tiếp đến chúng ta xét những ngày mùi ngày mùi là trực trừ ngày ất mùi là bất lợi ngày mùi thì chỉ có ất mùi là bất lợi ất mùi là ngày xấu lại còn bị vào ngày tam nương Đâm là chúng ta không nên dùng mặt đồng công cũng có nói nếu dùng ấy thì sẽ bị tổ nhân khẩu thoái tài bệnh tật còn các ngày mùi khác làm việc nhỏ thì được thứ cát. Vị chi ngày đinh mùi chúng ta có thể làm được việc nhỏ được thứ cát. Tiếp theo là ngày thân. Ngày thân thì được thiên phú, thiên hỷ là ngày tốt. Ngày thân trong tháng năm âm lịch thì chúng ta sẽ có ngày bính thân và ngày hai ngày mùng 8 bính thân và ngày 20 mậu thân. Ngày thân trong tháng này lúc đầu chúng ta đã loại bỏ rồi do là ngày sát chủ. Chúng ta không sử dụng không xét nữa. Tiếp đến ngày dậu Ngày dậu thì là trực bình. Bị tiểu hồng sa lại có chu tước câu giảo đến chu tinh. Chiêu quan tư tổn trưởng ấu. Kẻ ở trong nhà thì linh linh đinh linh đinh, đinh đấy trăm việc chẳng nên làm nếu mà phạm vào những ngày này thì là đại hung vị trí ngày mùng 8 là ngày đinh dậu và ngày kỷ dậu là ngày ngày 21 cũng là ngày xấu chúng ta cần phải loại bỏ không dùng tiếp đến ta xét đến ngày tuất ngày tuất thì là trực định trong tháng năm âm lịch thì ngày tuất sẽ bao gồm các ngày mùng 10 ngày mậu tuất và ngày 22 là ngày canh tuất thì ngày mậu tuất ngày canh tuất đều có các cát tinh như huỳnh la tử đàn thiên hoàng địa hoàng kim ngân bảo tàng điền đường khố lâu tụ lộc giá mã hàm thánh du ngoan cùng chiếu nên là được đại cát tức là ngày mùng 10 mậu ngọ và ngày 22 à xin lỗi ngày mùng 10 mậu tuất và ngày 22 canh tuất đều là những ngày đại cát tuy nhiên ngày 22 canh tuất thì lại bị phạm vào ngày tam nương đâm ra quý vị sử dụng ngày này cũng hết sức lưu ý chỉ có ngày mậu mùng 10 mậu tuất dùng thì là được đại cát còn ngày 22 do có là ngày tam nương nên chúng ta cũng cần phải xem xét Chúng ta cùng xét ngày hợi. Ngày hợi thì bao gồm các ngày 11 và ngày 23. Thì trong tháng năm này, những ngày hợi là trực chấp. Ngày đinh hợi và kỷ hợi. Ngày kỷ hợi thì là ngày thứ cát. Kỷ hợi là ngày thứ cát. Ngày tân hợi là ngày âm phủ quyết khiến. Đâm ra là không nên dùng nếu dùng sẽ là cực kỳ đại hung vị trí chúng ta chỉ có thể dùng được ngày kỷ hợi là ngày 11 tiếp đến ta cùng xét đến ngày tí ngày tí thì lại bị thiên tặc không nên tổ chức hôn nhân tu tạo an táng ngày tí bị thiên tặc phạm vào rước lấy họa quan tư bị tổn lục xúc điền sản chẳng thâu là ngày đại hung còn ngày nhâm tí thì lại là ngày mộc đá bảo bình là, là, xin lỗi ngày nhâm tý thì lại ngày nhâm tý là ngày chính tứ phế lại càng hung nếu ngày nếu ngày này nếu phạm vào nhằm ngày thọ tử à đúng rồi lúc đầu ta đã loại bỏ ngày tý do phạm phải thụ tử thứ hai tuyệt phá ngày xỉu ngày xỉu ngày xỉu thì có đinh xỉu quý xỉu chẳng hợp với việc hôn nhân tu tạo an táng nhập trạch nếu dùng thì điền sản chẳng thâu tài vật thất thoát bị cọp rắn gây thương tích nhiều sự hung hiểm các ngày xỉu khác cũng không tốt nếu dùng thì bị tổn lục xúc chiêu quan tư nói chung là ngày xỉu không dùng thì là tốt hơn bao gồm ngày kỳ xỉu một bỏ quý xỉu, Tân xỉu, bỏ không nên dùng. Chúng ta cùng xét tiếp đến ngày dần. Ngày dần thì là trực thành. Bị huỳnh sa nhưng lại có thiên hỉ. Ngày Bính dần tháng này không có thì ngày dần trong tháng này sẽ bao gồm ngày mùng 2 canh dần, ngày 14 nhâm dần và ngày 26 là ngày Giáp dần. Thì ngày giáp dần tức là ngày 26 đấy Có các cắt tinh Huỳnh La, Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng Kim Ngân, Khố Lâu, Ngọc Đường, Bảo Tàng Bảo Tàng Đồng Chiếu Nếu hưng công, nếu mà dùng ấy, cho việc hưng công, động thổ, dựng cột, gác đòn rông Nhập trạch, khai trương Thì trong vòng 60 đến 120 ngày sẽ được ích tài Điều vui sẽ đến gia môn từ đấy mà giàu có thịnh vượng, đấy, vị chi cái ngày giáp giáp dần này rất là tốt, đường đời càng thấy an khang là ngày đại cát, đấy, vị chi ngày giáp dần là ngày đại cát, trong tháng năm âm lịch có rất nhiều ngày đại cát. Còn Đồng Công cũng có nói tháng này ngày nhâm dần tuy có cát tinh nhưng trong hơi lại có sắt tinh khắc nên chỉ được thứ cát. Tức là ngày nhâm dần này chỉ được thứ cát. Vị trí những ngày dần bao gồm ngày mùng 2 canh dần ngày 26 giáp dần là ngày đại cát. Đại cát dùng được rất nhiều việc lớn. Vì vậy, quý vị cần ghi lại những ngày này để sử dụng cho mình vào những việc lớn được tốt hơn. Tiếp đến chúng ta cùng xét những ngày mão. Ngày mão trong tháng 2, trong tháng 5 âm lịch thì sẽ gồm có 3 ngày. Mùng 3 tân mão, 15 quý mão và ngày 27 ất mão. Thì ngày mùng 3 và ngày 27 đã bị phạm vào ngày tam nương, chúng ta đã loại bỏ. Còn ngày quý mão thì chúng ta cùng xét theo đồng công xem đồng công nói sao Ngày Mão bị vãng vong, chu tước, câu giảo, tiểu nhân, hình hại, họa triền miên, quan tư, khẩu thiệt, tốn lục xúc, trăm việc, chẳng nên làm và là ngày đại hung. Vì vậy, tất cả những ngày Mão chúng ta không sử dụng. Ngày Thìn Ngày Thìn trong tháng 5 sẽ bao gồm ngày 16 là ngày Giáp Thìn ngày 28 ngày bính thìn ngày mùng 4 là ngày nhâm thìn ngày thìn trực khai được thiên thành bính thìn thì có nguyệt đức canh thìn nhâm thìn có cát tinh huỳnh la tử đàn cùng chiếu dùng các ngày này điền sản lục xúc hưng vượng sinh quý tử trăm việc đều đại cát Đấy. tức là có ngày bính thìn bính thìn canh thìn và nhâm thìn là những ngày đại cát ngày giáp thìn thì có sát tập nhập trung cung đâm ra ngày này là ngày xấu chúng ta cần loại bỏ và ngày cuối cùng chúng ta xét là ngày tỵ những ngày tỵ trong tháng những ngày tỵ trong tháng năm âm lịch những ngày tỵ trong tháng năm âm lịch đây ngày tỵ đây thì có ngày tân Tị tân Tị và ất Tị ất Tị đúng không ạ ất Tị là ngày 17 ngày 17 ất Tị thì có huỳnh la tử đàn viện nên việc làm nên làm là việc hưng công động thổ sửa tạo ao hồ kho lẫm chuồng châu dê nhập trạch hôn nhân khai trương xuất hành thì là được đại ích lợi gia môn con cháu hiếu thảo điền sản được bội thu nhân khẩu an khang là ngày đại cát các ngày tị khác không được cát lành Đấy. vị chi có mỗi ngày ất tị là ngày đại cát đại cát còn ngày khác tị khác như đinh tị ngày 29 bỏ quý tị là ngày dương công kỵ cũng bỏ từ đầu rồi trên đây tôi đã phân tích cho quý vị và các bạn những ngày tốt trong tháng năm âm lịch năm 2021 tân xíu. Đây là bản tổng hợp lại những ngày tốt. Tôi đọc lại cho quý vị. Ngày mùng 2, ngày tốt đầu tiên, đây là những ngày đại cát. Đại cát ở bên trái và